Điên à? Đây hôm kia mày chặn. Mày chặn ngựa suối đi. Đây em chặn dưới cho. Đó vừa. Đâu vậy? Đâu rồi? Nó quẩn các chân tao ấy. Đây em chặn xuống này nó không đi được không? Từ từ để tao đi lấy cho nhá. Tao đi lấy cái gì? Lấy cái gì để đâm nó chứ? Chặn nó vừa rồi. Không vô, điên là vô cá gì nước mới vô được ấy. Ui sợ. Đây, đừng im nhá, cho nước vào trong. Để tao đi lấy đi. Tao đi lấy kia. Cái gì? Lấy kia. Tao đi chặt cây để đâm nó. Không mang con dao nó chặt được mà. Ôi, đâm nó không nữa. Không biết con dao nhỉ? Quẩn mày để đi, nó đục nước. Ôi, đây kìa. Ai đây? Đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Được rồi. Ngồi yên để cho nó nước vào trong, nó dính rồi, nó mọi lướng rồi. Ở đây không? Đấy. Cái tay chạy. Thế. Ôi. Trời ơi. Đi đâu đá nhỉ? Chị đi đâu hả? Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Không, không chạy được đâu. Thôi, không ra được đâu. Chấm cái bụi này, anh dùng cái cây này, anh dập nó đi. Không, cái này dễ lắm. Đừng im nhé, cho nước vào trong. Cái nó đâu kìa? Từ từ. Chơi nữa. Có trơn đấy, con cá chơi. Mày, con nhiều gọi cho nó chơi liền rồi. Nó kêu rồi, mày lắm rồi. Chơi đi, chơi đi. Được, có một thanh ra thôi, từ từ. Rồi, thả ra đi. Ngươi đâu có cái lỗ mà. Đây. Ui, thủng. Ui, đau quá, nó đánh nhẹ vào tay em này. Trời ơi. Lấy lại cái gì để lấy, ta chỉ giữ được nó thôi, không cầm được đâu, cái toạn đâu. Nó cầm tôi rồi. Để xiên nó. Tôi rồi. Nhìn nó ra là mất đấy, kia kìa. Toại trứng luôn này. Ui.
đi đi đi. Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em qua đôi đầu này. Đấy. Ôi trời, anh cạo trắng rồi. Con này phải cạo hết nhớt nó mới đấy được mọi người. Bây giờ hôm nay anh sẽ quyết định làm cho mày một món gọi là kinh điển. Ui, ăn như ăn cá gỏi nhá. Đúng rồi. Tức là sẽ lọc thật mỏng nó ra nhá. Lọc, đây là lọc hết phần thịt này ra này. Xong rồi lát mỏng nó ra này để sau nướng đá. Nướng đá. Trắng nhỏ đây. Anh phải là cho như con đấy. Cái nướng đậu ấy mình ăn xuống. Không. Nướng đá nhá, nướng đá ấy, thì mình sẽ nướng theo kiểu gần chín. Tức là sẽ cho nó lật đi lật lại cái nóng nóng ấy là chén luôn. Tái à? Ừ, tái. Lọc, bây giờ lọc đã. Cái đấy phải có mù tạt cơ. Có mù tạt. Nhà chả có gì ngoài đồ ăn. Con này mập nhập. Ăn xuống ấy. Nãy anh em mình xuống đi tắm không? Để nó nói nắng lên đấy. Hãy toàn mới. À, đây. Áo em khô rồi. Hai phần thịt chính của con cá nheo nhé mọi người nhé. Đấy. Như nó như cái thịt cá ngừ ấy. Anh ơi nhìn này. Hai quả trứng của nó mới hấp dẫn này. Đây, đây phần đầu của nó đây. Cái này xương với phần đầu này khả năng nấu canh, còn cái này anh em mình sẽ lọc để nướng đá nhá. Lọc nướng đá. Bây giờ sẽ lọc từng khúc một này. Cắt khung, cắt viên này. Cắt viên á, chuyện nướng không chín không? Chín. Tí tao cắt viên cho mày ăn viên, tao ăn kia. Được. Ok nhá. Tao sẽ ăn mỏng như thế này. Xa. Anh lọc nhìn nát đấy. Con dao nó xịn quá mày hiểu không? Dạ. Anh làm thái giống cá gỏi á. Rồi, không được miếng to mọi người ạ. Khả năng là nó hơi... Được. Từng miếng một. Hãy để em lên nhóm cùng nhé. Con này nó
khả năng là bị mắc kẹt ở đây khá là lâu rồi. Không phải đâu anh ạ, nó lên ngược nước ấy. Ừ, nó mà lên đi mà nó khả năng nó yếu, nó gần đẻ là sao ấy. Thế nên là rất là yếu. Nó cứ quẩn đi quẩn lại đấy. Ừ, sẽ nướng cả miếng này nhá. Còn miếng này cho nó bị nướng. Dạ. Được, cho cả miếng này. Dạ. Anh cho ít bơ vào đây cho em. Bơ làm gì, không phải bơ đâu, tí nữa. Úi xà. Cho bơ vào đây, em thích ăn bơ nè. Bơ nó, cho bơ vào đây. Nó dính. Nó wow. Dính ấy. Mày thấy hấp dẫn không? Mày ăn lá này, còn mày đi để ăn khúc. Rồi, ôi, viên của mày không nóng mấy. Em đánh cái viên nhỏ nhỏ này. Nướng cái nhỏ nhỏ này. Đấy, đấy, đấy. Tao thích ăn bơ rồi. Sao? Mà này, cũng đưa. Hai cục luôn. Tình cờ bắt được bò lạc. Ôi dồi, lửa mau nhanh luôn. Nhanh nhờ. Nhưng mà bên này của em không có lửa. Thì đây, nó bên này. Bên này không có lửa. Nó không sủi mấy. Có khi là do gió cồn nó không được tập trung mọi người. Ai nhỉ? Đây, cắt cái này. Hả? Ừ. Mình ăn trứng á? Ừ. Trứng lâu chín lắm. Dễ. Mà trứng không ăn sống được. Thì nó cắt một cái là xẻo một lát rồi. Đặt vào. Buồn. Mùa hè lên đây thì cực mát vậy. Mát lắm. Thích tắm thì tắm. Bây giờ mùa hè đây sẽ là khu resort của anh em mình. Đây này, trắng chưa, trắng chưa? Trắng okay. Chưa? Nào, ấy, chấm muối chanh ớt à? Ôi, em là... chấm chi dầu. Chi ôi, dầu tạt này. Lấy lá ổi nữa, đẹp nhỉ. Trên cây có cây ổi mà. Ừ, đó. Anh đi lấy đi. Đó. Đấy. Từ từ ta làm nướng đã. Mặc dù chưa chín lắm mọi người ạ, nhưng mà để đây nhá. Cấm nước ăn ra nhá, ta đi lấy lá ổi nhá. Bán này em dùng... Lá ổi, lá sung. Chống đi ỉa mọi người ạ. Xì dầu nè. Ui. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Đấy. Vẫn còn sống này. Đấy, nướng tâm tâm này ăn ngon này. Ăn sống đấy. Ngon mà. Ui. Gì đấy? Nổ đá à? Nổ đá? Mà làm gì để nổi miếng đấy? Không ổn mọi người ạ. Phải chăm lại. Bắn cơ đó. Nổ gì đấy? Nổ đá. Nổ cái cục nào rồi? Hình như là cục kia rồi. Cục nhỏ ấy. Cục đang nướng ấy. Cục kê. À đúng rồi, đây này. Không, không phải cục kê, cục này này. Sao nó nổ nhỉ? Đúng mà, hôm nay mình chọn. Thổi vào lửa đã. Ui. Không được, không được, không được. Không ổn mọi người ạ. Cắm 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 cắm. Em chưa được ăn đâu đấy, anh được một miếng rồi. Kìa đấy. Chưa chín. Ui xà. Nguy hiểm. Thổi đi. Đi lên có hết cồn anh. Để cho ta thổi từng cái một thì mới đấy được. Nướng đá này rất là nguy hiểm nếu mà không có quá nguy hiểm nhá. Tại vì phải chọn đúng cái hòn đá nào nó không đá quậy ạ, đá kia. Hòn này lúc nãy mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng đá cuội để nướng được cái hòn này. Nhưng mà hòn này, để xem nào. Đúng rồi. Đây. Nổ đây nhé mọi người nhá. May là, nói chung là nó vừa nổ nhỏ. Nếu mà những cái hòn mà không đủ chất lượng với kia, nó nổ một phát nước toang toang cái này bắn thì chết toi. Kiếm hòn khác đi.
Bây giờ khả năng là phải thay đổi phương án. Mất củi nướng. Hả? Nướng than. Nướng à? Nhưng mà lại xẻo hết lên rồi. Làm nào? Làm nào bây giờ? Đang ăn dở miếng. Trời đánh... chưa được ăn đấy. Trời đánh tránh miếng ăn. Đấy chưa, tao bảo rồi, phải những cái viên đá cuội như thế này này, nhưng mà viên này nó bé quá, mình không dồn lửa được vào, thế nên là nó rất là lâu, nó lại còn dày nữa. Hay như mình bắt nó lại đi. Đấy á? Bắt cái con này. Không được, bé quá. Khả năng về đi, về nấu, bê về nấu. Nấu gì? Ăn luôn là mình ngon. Thì bây giờ không biết làm nào, bây giờ đi kiếm một đá khác nhá. Ừ. Đi kiếm cái khác đi anh ơi. Đấy, bây giờ mình. Cái gì? Hả? Mỏng à? Cái gì? Mấy con mỏng mỏng đấy. Nướng nhanh mà đặt một mẻ vào trong rồi. Nướng hết trong cái nước cho ăn. Không được, không được. Hôm nay gọi là hơi bị thất sách mọi người ạ. Bây giờ phải để mình sẽ đi kiếm một hòn thật là thủ. Đây mọi người ạ, giờ chuyển sang phương án 2. Phải nướng. Mọi người biết tại sao không? Đây này, pha đầu tiên là nổ quả này. Pha thứ hai lại nổ tiếp quả này này. Nó vẫn đang này, vẫn đang sủi sủi nhá. Nhưng mà nó lại nổ tiếp. Đây, đấy, thấy chưa? Đang chuẩn bị được ăn vậy đấy. Lại nổ tiếp này. Thế nên là thôi không chơi mình đá nữa. Đấy, thấy chưa? Đang kiếm được một viên nó ưng ý rồi. Nhưng mà thôi, chơi phương án 2 đi. Nướng lửa. Đúng rồi, đi sang ăn đi. Lửa đây rồi. Ê, sang ăn đi, nướng là mới ăn được nhá. Chín rồi thế nào anh ạ, tôi mất rồi. Đói quá, đội du lịch ở trên kia mở hàng lắm chạy. Đang đốt lửa mầm. Trên này là thích lắm, ăn đấy. Này, cá mình ngon hơn, nhâm lên một đồng. Trên đấy đầy ăn ấy, có cả thịt gà. Anh nên giao lưu được. Hả? Sao nhá? Không có nhâm làm thịt xinh. Đó, tao lên ngay. Quá. Rồi. Ăn đi. Cá chê nướng ngọt, à cá nheo nướng ngọt. Lên trên này ngồi đi. Đi. Chà. Ui chà chà. Ui chắc lắm anh ạ, cái này chắc đấy. Ui không phải cớ. Hả? Cầm gặm luôn. Chịu luôn á? Ừ. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Ui của anh vàng đấy, cho em chọc cái. Mọi người thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Mời tất cả mọi người nhé. Trên này khá là nhiều người hay đi du lịch ở trên này mọi người. Nhưng mà thường thì người ta sẽ lên chỗ có quả bãi á. Bãi tắm. Quả bãi là anh em mình thầu lâu lắm rồi. Lâu lắm thì thấy có một độ rất là đông ở trên kia. Ui ăn con da nó béo nha anh ạ. Béo lắm. May là hôm nay anh em mình lên sớm, không đội gì phải bắt được con này. Ừ, hướng được khắp người. Cái gì đó, hụt tạt à? Hụt tạt. Chả thơm ngọt, béo. Đây này. Ăn nó phải thế này này. Ừ, các em ăn miếng này à? Đấy, này. Tím đừng có chọc. Rồi. À, gặp, ăn thế nào gặp luôn. Ui già, ui. Béo quá. Ui, ngon thế. Béo nhỉ. Béo quá. Anh em mình phải mang trứng nó về nấu canh. À ừ, chắc chắn. Con này đang chửa nó yếu yếu ấy. Chắc nó vượt nước. Chọc nó loài một tí. Anh chọc trùng hết cả lưng cả bước nhỏ. Anh em mình đi á, không giờ sữa chết đói.
kỹ năng sinh tồn thông thường. Hôm nay là nhét bằng đấy á, con cái nhỉ, đấy trong phát nên làm thế chứ, xẻo một phát một miếng, quấy vào chanh ấy nhỉ, xong rồi lấy lá ổi chén luôn. Quên. Lá ổi mới lá sung mà. Quên mất biết thế, làm món kiểu đấy nhỉ. Đấy. Idol mọi mà. Người thấy các idol, các dân chơi đang nhét này nhét này nhỉ. Giải đời 2000. Đây một 2000 đấy. Đấy, đấy. Hoàng một phát kìa. Mấy idol chuyên gia bốc đầu. Con này là cứ thèm đồ sống, thèm gỏi. Là ăn gỏi tôm hùm nhỉ? Ăn gỏi quá. Hay gỏi cua hoàng đế. Ây, bảo đấy. Ôi, mọi người thấy món gỏi cua hoàng đế như thế nào nhỉ? Dân này gỏi cơm ngon mọi người ạ. Đói. Không, tao nghĩ ra rồi. Là phải làm đúng gỏi cua hoàng đế. Nhưng mà dân nhưng mà gì ạ? Chưa có thời cơ. Chưa cô Jonah.